Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Venezuela chìm trong biểu tình sau những nghi ngờ gian lận bầu cử từ Tổng thống Maduro. Ngày 1 tháng 8, BBC Tiếng Việt có bài, Venezuela căng thẳng leo thang, Tổng thống Maduro muốn đánh nhau với Elmos. Theo đó, BBC trích dẫn hãng tin quốc tế cho biết, các cửa hiệu và phương tiện công cộng trên khắp Venezuela đã phải đóng cửa do căng thẳng leo thang sau cuộc bầu cử gây tranh cãi. Và đây là hình bài trên BBC nhiều người chọn ở nhà vì có thông tin về việc bắt giữ người của phe đối lập cũng như các vụ bạo lực nhỏ lẻ. Cùng lúc đó, vị tổng thống tái đắc cử Nicolas Maduro lại có cuộc khẩu chiến với tỷ phú Mỹ Elon Musk. BBC cho hay ngày 28 tháng 7, người đứng đầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng là thành viên thuộc đảng của ông Maduro và từng là cố vấn pháp lý của ông này tuyên bố rằng tổng thống Maduro tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Theo đó, ông Maduro đã chiến thắng với 51% số phiếu bầu so với 44% của ứng viên đối lập là Edmundo. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cơ quan này không công bố chi tiết kết quả kiểm phiếu. Phe đối lập cho rằng đây là minh chứng cho thấy kết quả Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố có gian lận. Theo BBC, nhiều cuộc biểu tình ở Venezuela bắt đầu nổ ra sau khi kết quả cuộc bầu cử được công bố. Tính đến sáng ngày 1 tháng 8 giờ Việt Nam, trang web của phe ông Edmundo cho biết ông giành được 67% số phiếu bầu so với con số 30% của ông Maduro. Các cuộc thăm dò độc lập cho thấy tỷ lệ chiến thắng tương tự dành cho ông Edmundo. BBC cho biết tỷ phú Elon Musk, ông chủ hãng xe điện Tesla và mạng xã hội X cũng gọi kết quả cuộc bầu cử là gian lận và ông Maduro là tên độc tài. Và đây là hình tổng thống Maduro. Người giàu nhất hành tinh cũng đăng tải lại bài viết của tổng thống Argentina Milley trên mạng xã hội X kêu gọi ông Maduro hãy nhận ra thất bại sau nhiều năm theo chủ nghĩa xã hội đau khổ, suy đồi và chết chóc. Sau những pha công kích liên tiếp từ ông chủ Tesla, Tổng thống Maduro được cho là đã tuyên chiến trên sóng truyền hình Venezuela vào ngày 29 tháng 7 giờ địa phương. Vẫn theo BBC, đáp lại lời tuyên chiến, tỷ phú Musk viết trên trang X vào sáng ngày 1 tháng 8 giờ Việt Nam rằng ông chấp nhận lời đề nghị, đồng thời nói thêm rằng ông Maduro sẽ rụt cổ thôi ông Musk còn đưa ra lời đề nghị rằng nếu tôi thắng, ông ta sẽ phải từ bỏ nền độc tài. Nếu ông ta thắng, tôi sẽ tặng ông ta một chuyến đi sao hỏa miễn phí. BBC trích dẫn một hãng truyền thông quốc tế cho biết trong bài phát biểu được phát trên truyền hình nhà nước ngày 31 tháng 7. Tổng thống Maduro cho biết ông đã bác bỏ mọi lời đe dọa, bao gồm cả khả năng Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới. Ông Maduro cam kết rằng đảng theo đường lối xã hội chủ nghĩa của ông đã sẵn sàng công bố toàn bộ số phiếu bầu và cho biết ông đã yêu cầu tòa án tối cao buộc các đảng đối lập phải làm tương tự. Và đây là hình tỷ phú Elon Musk. Tranh cãi về kết quả bỏ phiếu đã dẫn đến các cuộc biểu tình lan rộng và chết chóc. Ông Maduro và các đồng minh trong quân đội cáo buộc đây là một nỗ lực đảo chính. BBC trích dẫn tổ chức theo dõi nhân quyền ngày 31 tháng 7 cho biết họ đã nhận được thông tin có 20 người chết trong các cuộc biểu tình sau bầu cử. BBC cũng cho biết, một số đồng minh của ông Maduro như Chủ tịch Quốc hội Choki nói rằng cần phải bắt giữ ứng viên Edmundo và nhà lãnh đạo cấp cao Maria của phe đối lập. Việc bắt giữ ông Edmundo hoặc bà Maria được đánh giá là một sự leo thang lớn sau khi chính quyền Venezuela đã bắt giữ hai nhà lãnh đạo đối lập khác trong tuần này, bao gồm lãnh đạo đảng dân ý Freddy. BBC tiếp tục trích dẫn hãng tin quốc tế cho hay, các nhân chứng tại một số thành phố đã chứng kiến các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình, cũng như việc những người lái xe máy theo phe đảng cầm quyền tấn công người biểu tình. Các làn sóng biểu tình chống chính phủ trong thập niên qua, với hàng trăm người thiệt mạng, đã dẫn đến sự lên án của quốc tế nhằm vào phe cầm quyền. Nhưng tất cả đều không thể lật đổ được ông Maduro. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Venezuela chìm trong biểu tình sau những nghi ngờ gian lận bầu cử từ Tổng thống Maduro xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tiêu tốn tiền tỷ trùng tu chùa cầu, kết quả khiến dư luận thêm bức xúc. Ngày 30 tháng 7, AFI tiếng Việt có bài Di tích chùa cầu Hội An gây tranh cãi sau trùng tu. Theo đó, sau hơn một năm việc tu bổ di tích chùa cầu ở Hội An đã gây ra tranh cãi khi dư luận cho rằng công trình quá mới, hiện đại không phù hợp với không gian cổ kính ở Hội An. Và đây là hình bài trên AFI. AFI dẫn lời một người dân sống gần phố cổ Hội An nêu ý kiến rằng 20 tỷ trùng tu không phải là ít, cho nên các anh phải ngồi lại tìm ra phương án tốt nhất, tìm chuyên viên, tìm những người có kinh nghiệm về cổ chứ không phải làm càng để khi thăm dò dư luận rồi sửa. Không riêng gì chùa cầu mà tôi đi qua rất nhiều nơi, nhất là đình làng, ngôi miếu, cứ thấy sơn son, trác vàng xanh xanh, đỏ đỏ, chướng mắt lắm. Đủ trình độ hãy nhận trùng tu các công trình cổ, cố gắng giữ được nét nguyên bản nhiều nhất có thể, sửa đi sửa lại tốn nhiều tiền lắm. Bỏ tiền làm mới chùa cầu, rồi lại tốn tiền làm cho cũ đi, chuyện lâu nay vẫn vậy của Việt Nam. Chưa kể đến chất liệu của cây cầu đã sửa, vấn đề này cũng cần kiểm tra, vì rõ ràng có một đội ngũ không hoàn hảo tái tạo lại chùa cầu. AFA cho biết, vào năm 2022, công trình chùa cầu Hội An xuống cấp nghiêm trọng, phần mố cầu, trụ cầu bị nứt, lúng, nhiều cột và kèo bị hỏng nặng. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã phê duyệt tu bổ với kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Theo cơ quan này, công trình sẽ hoàn thành và khánh thành vào ngày 3 tháng 8 trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Hội An và Nhật Bản lần thứ 20. Và đây là hình chùa Cầu trước khi trùng tu vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính. AFI dẫn nhận định của Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, một nhà nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ từ Sài Gòn nói rằng: "Hầu hết chuyên gia mà tôi biết đều đồng tình với phương án trùng tu chùa Cầu. Họ cho thấy rõ các bước đi cẩn thận của việc trùng tu như thế nào và duy trì hết mức cái cũ." Tuy nhiên, nhiều người cũng thừa nhận rằng xúc cảm về chùa cầu gắn với những hình ảnh cũ kỹ mà bây giờ nó mới quá, nó đánh vào mắt làm người dân có phản ứng. Phản ứng đó xuất phát từ lòng yêu mến di tích của dân tộc. Đi tìm cái tốt đẹp thì cũng tốt, nhưng phản ứng quá đà thì thường nghiêng về cảm quan bề ngoài, chứ về chuyên môn thì không đúng. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng cho rằng, vì cho màu bất mới đi rất rẻ, về mặt kỹ thuật, khắc phục cái đó không tốn bao nhiêu tiền, và cũng dễ làm, nhưng cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc tức là khi tiến hành, ngoài tính phương diện kỹ thuật, phải tính đến phản ứng của cộng chúng. Và đây là hình chùa cầu sau khi trùng tu lại quá mới. AFA dẫn lời một kỹ sư xây dựng từng tham gia thi công trùng tu nhiều công trình cổ ở miền Trung giải thích rằng chùa cầu là một công trình nằm trong tổng thể phố cổ Hội An, đã được hình thành khoảng 400 năm, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào ngày 4 tháng 12 năm 1999 vì công trình đã được hình thành 400 năm về trước. Đến nay công trình đã xuống cấp nên cần phải trùng tu nhằm đảm bảo công năng như ban đầu. Do đó, ngân sách nhà nước đã bỏ ra trên 20 tỷ đồng để thực hiện việc trùng tu và đến nay việc trùng tu đã xong. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, khi trùng tu phải tuân thủ nguyên tắc di tích không được làm mới, có nghĩa là vẫn giữ nét rêu phong cổ kính. Nhưng việc trùng tu chùa cầu đã không tuân thủ nguyên tắc này, họ đã sơn phết bề mặt công trình như mới, mặc dù cái cốt của công trình vẫn đảm bảo yêu cầu chống xuống cấp. Sau khi có nhiều phản ứng của cư dân và du khách, thì ông chủ tịch thành phố đã chỉ đạo cho sơn lại, làm cũ lại về hình thức như ban đầu, vị chuyên gia cho biết thêm. Theo luật di sản văn hóa năm 2001, việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải được xây dựng thành dự án, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải đảm bảo giữ gìn tối đa những yếu tố nguyên gốc của di tích. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tiêu tốn tiền tỷ trùng tu chùa cầu, kết quả khiến dư luận thêm bức xúc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.